Sau rồi chúng ta bắt đầu nhé. Mà chúng ta sẽ chúng ta vẫn dựa trên cái bài hôm trước ấy, và chúng ta mở rộng ra và chúng ta làm thêm các phương án khác nhé. Hôm nay bắt đầu chúng tôi phải sử dụng lại cái chương trình hôm trước. Bây giờ tôi sẽ mở dùng cho tôi xem nhé. Hôm trước chúng ta đã làm hai cái chương trình, tôi nhắc lại hai cái phần mềm dựa trên cái bộ dữ liệu là cái bảng chữ cái tiếng Anh nhé. Để tôi xem lại, tôi nhắc lại các bạn hai cái bài mà chúng ta đã làm từ hôm trước, và bây giờ chúng ta sẽ dựa trên cái ý tưởng của hai bài đó, dựa trên cái tài nguyên đó, chúng ta sẽ mở rộng ra, bổ sung thêm tài nguyên và chúng ta làm thêm một chương trình khác. Để tôi nhắc lại các bạn xem cái chương trình hôm trước nhé, nó là như thế này này. Tức là hôm trước chúng ta làm một chương trình như sau. Chỉnh như sau nhé, đây tôi đợi thêm một chút để tìm. Đấy. Chúng ta là hôm trước như sau nhé, chúng ta nhớ lại này, cái hôm trước, cái kịch bản hôm trước là như này nhé, là chúng ta hiển thị ra màn hình cái bảng chữ cái tiếng Anh A B C D như này nhé, đó. Cuối cùng nó sẽ là X, Y, Z ở đây. Đấy. Và đây là cô giáo, là giáo viên. Thì chúng ta làm, hôm trước chúng ta dựa trên cái này, chúng ta làm hai cái phần mềm, hai kịch bản như sau đây nhé. Đây là hôm trước nhé. Kịch bản 1 là chúng ta nháy chuột lên chữ cái, là người dùng là nháy chuột, click chuột lên chữ cái. Thì nghe được âm thanh. Đấy. Đó là cái bản 1 nhé. Như vậy là một chương trình học bình thường thôi, chúng ta nháy chuột lên và chúng ta nghe. Cái bản 2 là một cái bản 2 hôm trước chúng ta làm là một cái bài như bài kiểm tra ấy, là giáo viên mới phát âm thanh của một chữ cái. Vậy cô chúng ta là nháy đúng lên chữ cái mà giáo viên đã phát. Tức là phát âm thanh giáo viên đọc phát âm chữ cái và yêu cầu chúng ta và yêu cầu người dùng ấy, người chơi đấy, là phải nháy đúng lên chữ cái, nháy lên chữ cái đúng. Nếu nháy đúng thì thông báo là đúng rồi, nếu sai thì thông báo là sai rồi. Như vậy vẫn là hai cái trình rất là đơn giản. Thì chúng ta sẽ phải chúng ta phải có một cái tài nguyên, chính là cái bảng chữ cái này. Đấy, thì tài nguyên này chúng ta là giữ nguyên lại nhé. Và bây giờ thì chúng ta dựa trên cái này và chúng ta sẽ làm tiếp một cái chương trình khác nhé. Thì cái bảng hôm nay của chúng ta là như thế này nhé. Đây là vẫn như hôm trước cái bản hôm nay nhé, chúng ta làm hai chương trình. Cái bản 1 này vẫn như hôm trước, vẫn là cái giao diện, vẫn là cô giáo ra ở đây nhé, và đây là các chữ cái là A B. Như vậy chúng ta không phải viết lại cái loại chương trình để mô tả cái bảng chữ cái ở đây nữa nhé, vẫn là X Y Z. Đấy, được chưa? Nhưng mà điều khác biệt là như sau này. Điều khác biệt là như này là không phải là kịch bản 1 nhé, kịch bản 1 trước nhé, là không phải chúng ta nháy chuột lên chữ cái thì nghe được âm thanh, mà chúng ta là gõ phím. Đấy, người dùng sẽ gõ cái phím từ A cho đến Z. Thì gõ phím nào thì chữ cái đó nó sẽ nhảy lên một chút và nó phát âm chữ cái đó, thì chữ cái tương ứng trên màn hình sẽ phát âm thanh, sẽ bật âm thanh, và cái chữ cái đó thì bật lên một chút và chữ cái đó sẽ rung lên một chút để thông báo là chúng ta đã nháy chính xác đó. Như vậy đây là một cái trình rất đơn giản, nó giống như cái bản 1 ở lần trước, thay thế bằng việc chúng ta nháy chuột lên chữ cái, chúng ta là gõ phím.
Đấy, như vậy bài này yêu cầu là có cái yêu cầu là gõ phím. Đấy, thì chúng ta sẽ phải được chưa? Thì chúng ta làm cái bản một cái bản này trước nhé. Nhưng mà cái bản này nó khác cái bản ở trên nhé. Nó khác cái kịch bản này, nó khác cái bản này. Đấy. Nó vẫn là một chương trình dùng để cốt là để học học mà bằng chữ cái tiếng Anh thôi. Nhưng cái phần trên này chúng ta là chúng ta nháy chuột. Còn đây chúng ta gõ phím, nó khác một chút nhé. Các bạn chú ý là nó. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì ở với bài này chúng ta làm như sau này. Chúng ta vẫn sử dụng nguyên vẹn chương trình trước, chúng ta sửa lại một chút thôi. Thì muốn mà người dùng mà muốn mà chương trình mà nhận biết được khi chúng ta nháy chuột ấy, khi chúng ta gõ phím ấy, thì chúng ta phải có thêm một cái động tác nữa, một cái tài nguyên nữa để chúng ta nhận biết được khi người dùng gõ một cái phím, chỉ bàn phím như thế nào. Đấy, thì bây giờ chúng ta cùng làm nhé. Bây giờ tôi sẽ mở ra cái trình hôm trước. Bây giờ tôi mở ra cái trình hôm trước nhé. Trình hôm trước là cái bài số 4 này, mà cái bài nhớ cái bài bài số 1 này. Đây là cái bài hôm trước nhé. Đây. Bài hôm trước là ta giữ nguyên như vậy, và các bạn nhớ lại cái, mà tôi sẽ nhớ lại một chút cái ý nghĩa của bài hôm trước nhé. Nhưng mà chúng ta đây chạy thử hôm trước là như này. Đây giáo viên đây nhé. Em nhấn chuột lên chữ cái và nghe phát âm. Đấy, chỉ hiện thôi. Chúng ta nhấn chuột lên này. B. Đấy. C. D. J. Vẫn là chỉ giữ hai thôi, vẫn là hôm trước nhé. O, như hôm nay chúng ta sẽ không làm cái động tác chúng ta nhấn chuột nữa. Và V, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta W sẽ gõ phím. Đấy, gõ phím. Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại như sau nhé. Thì đây chúng ta lần trước chúng ta nhớ lại là như này nhé. Đây là cái chúng ta nhớ lại hôm trước là như thế này, là chúng ta sẽ phải thiết lập một cái thiết lập cái bộ dữ liệu để mô tả cái lưới của bàn phím. Chúng ta nhớ lại nhé. M là số hàng, M là số hàng. N là số cột. Ở đây số hàng là 1 2 3 4 5 hàng. Số cột là 1 2 3 4 5 6, như vậy là M là cái số cột. Còn D là cái chiều rộng của cái ô vuông này, thì chúng ta quy định nó là 50, ôm 50 nhé. Y0 x0 là cái vị trí ở đây này, vị trí đầu trái của cái bảng của chúng ta. Đấy, hôm trước chúng ta làm như vậy nhé. Đấy, thì tôi viết lại cho các bạn một chút để chúng ta hình dung lại cái, như vậy chúng ta cần cái mô hình cái lưới ô vuông, vẫn là như vậy hôm trước thôi, nhưng mà tôi viết nói lại để một số bạn hôm trước chúng ta nghỉ thì chúng ta vẫn theo dõi được nhé. Đây, thì đầu tiên cái bài này chúng ta sẽ phải có cái mô hình lưới ô vuông rất quan trọng nhé. Lưới ô vuông. Đấy. Thì để mô tả cái mô lưới vuông tổng quát thì chúng ta sẽ mô tả cái lưới mà không cần vẽ ra, nhưng mà phải hiểu nó là như thế nhé. Đấy. Có thể vẽ ra không vẽ ra, bài này chúng ta không cần vẽ đâu nhé. Thì nó có là M hàng và N cột. Đấy, N cột. Cái vị trí này này, vị trí này tôi ký hiệu tên là X0 và Y0, cái vị trí mà cái điểm bên trái phía trên nhé. Được rồi, tiếp theo là như sau này. Cái chiều dài ta biết trước cái chiều dài của cái ô lưới này tôi ký hiệu là D, và các số, các cái tham số là X0 này, Y0 này, là D này, M, N cần phải tính trước. Tùy thuộc vào từng bài một thì bài này chúng ta xây dựng cái chúng ta đã xây dựng như vậy rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cần là hai cái dãy dùng để mô tả cái tọa độ tâm của các phân tử ở đây này. Đấy, tâm của các cái ô lưới. Đấy. Thì gồm có hai bảng, một cái bảng là mô tả cái tọa độ x của các phân tử tâm theo chiều trên chiều này, một cái bảng là mô tả cái tọa độ y của tâm. Đấy. Thì một cái bảng là x-lit là mô tả cái tọa độ x của tâm, cái này nó có chiều dài là n. Và cái bảng thứ hai là bảng là y list là mô tả cái tọa độ y của tâm, nó có cái chiều dài là m. Đấy. Được chưa? Như vậy một cái vị trí khi chúng ta một cái ô đây. Cái ô sẽ đánh số từ 1 2 3 4 5 6 cho đến điểm cuối cùng đây là m nhân n. Thì sẽ lưu các sẽ hiển thị ra đây là các chữ cái. Thì bảng chữ cái của chúng ta sẽ là A, B, C, D cho đến cùng là Z. Ký hiệu là 1, 2 cho đến cuối cùng đây là 26. Thì cái bảng chúng ta ở đây là gì?
cái mô hình mà chúng ta đang làm ở đây nó là gì? Nó là M bằng 5 và N bằng 6. Như vậy nó sẽ làm cái bảng là có chiều dài là 30, là 30 ô. Nhưng mà nó chỉ có 26 thôi. Như vậy thừa ra đây là thừa 4 ô ở đây này. Đó, thì chúng ta mô tả nhé. Đấy. Được chưa? Rồi thì lần trước chúng ta đã có cái hàm init data dùng để tính cái xlist và elist. Khi tính được nó ra này, khi tính xong rồi nó ra cái này, chúng ta xem lại cái bảng elist nhé. Xlist, elist. Cái bảng xlist. Đây này. Đây là tọa độ tâm của các cái ô tính theo tọa độ x này. Đây là xlist 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, nó có là 6. Còn với elist, là theo cái đây. Theo cái tính từ trên xuống nhé. 1 2 3 4 5. Được chưa? Đấy, thì cái hàm này là cái hàm init data này, chính là cái thủ tục để tính trước xlist và elist. Dùng cái này chúng ta sẽ làm rất, chúng ta sẽ xem tính toán được rất nhiều thứ. Tiếp theo là chúng ta có một cái hàm rất quan trọng, hàm trước làm. Cái hàm này là mô tả là cho trước cái vị trí post, là cái vị trí ở trên lưới, vị trí ta chốt là từ 1 2 3 cho đến 26. Từ vị trí post tôi tính được một, tính được cái vị trí hàng là y index, vị trí cột là x index và tọa độ x y cụ thể. Đây chính là cái hàm này, là cái hàm rất quan trọng nhé. Cái hàm này là hàm rất quan trọng. Cái hàm này là dùng cho tất cả những cái chương trình, những cái phần mềm mà sử dụng lưới ô vuông. Đây chỉ là một trường hợp thôi, còn rất nhiều những bài tập khác, rất nhiều những phần mềm trò chơi khác hay là những trình học tập khác dùng cái lưới này. Đấy. Thì cái này sau này chúng ta sẽ có những bài tập khác nhé, nhưng mà cụ thể ở đây là như vậy, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta nhớ lại một chút về cách làm từ hôm trước nhé. Đây, khi bắt đầu chơi, đây chính là chúng ta đang quan sát. Đây là gì? Quan sát đây là sân khấu nhé. Đây sân khấu, bắt đầu chương trình chơi là ở đây sân khấu tính toán các tham số ban đầu tiên. Sân khấu gọi cái hàm là init data để tính toán cái bộ dữ liệu là xlist và elist. Sau đó là gửi thông điệp là bắt đầu. Khi bắt đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình sẽ bắt đầu. Thì khi bắt đầu như sau này thì cái nhân vật là alphabet này nó sẽ nhận. Đây. Bắt đầu đấy nhé, bắt đầu. Thì đây là cái chương trình mà nó hiển thị tất cả các cái chữ cái ở đây. Đấy. Thì nhân vật này nó có một cái biến rất quan trọng là biến id. Id là cái biến riêng. Biến id này là chỉ mô tả như sau này: id bằng 0 thì nó là nhân vật gốc, còn id mà lớn 0 thì nó là các cái clone. Và cái id này chỉ ra cái số thứ tự của chữ cái trên màn hình, hay là đây, đây chính là cái vị trí là post của đây là 1 2 trên 26. Đấy, cái id chính là số thứ tự của chữ cái hiện ra đây này. Cái hàm này sẽ gọi, nếu mà id bằng 0 thì nó mới gọi nhé. Và khi gọi thì nó trước đó là nó ẩn, khi gọi nó hiển thị và nó repeat lặp lại 26 lần, nó sẽ tạo ra 26 clone nhé. Với mỗi clone như vậy nó sẽ tăng cái id lên một đơn vị và chuyển trang phục sang cái vị trí là id ứng với từng vị trí một của cái chữ cái, bằng chữ cái của chúng ta này. Đây là trang phục này. Đấy, tính số từ 1 cho đến gì, đến 26, được chưa? Rồi, ở đây nhé. Sau nó dùng cái hàm này, nó tính toán cái vị trí là x, y, vị trí của cái tâm của cái ô này. Và sau đó khi nó xong rồi nhé, cái hàm tính toán này, id chính là vai trò của post đấy. Id này là đứng ứng, nó là cái vai trò post. Đó, căn cứ lấy x, y đây nhé. Đấy. Thì cái hàm này nó tính x và y đây. Đấy. Và sau đó nó go to the xy, như vậy là từng phần tử một nó go to xy mà nó tạo clone. Đấy. Và lặp lại như vậy là 26 lần. Như vậy là cái lệnh này là nó tạo ra đủ 26 clone nằm ở trên cái lưới này. Tạo xong rồi nó quay trở lại id bằng 0 và nó ẩn đi nhân vật gốc nhé. Và cái nhân vật này là nó hiện ra. Khi chúng ta nhấn chuột vào đây này, khi chúng ta nháy chuột lên một clone nhé, thì nó lập tức nó bật âm thanh là đúng cái id. ID của là âm là anh đứng ở ba chi, ID là chính là cái chính là âm thanh này. Số tự A B C D, mỗi âm thanh nó có cái ID của nó nhé, là có cái số tự của nó. A này, A cái này này. A. Đây là đây là
C nhé. C. Đấy. Thì đây chính là cái chỗ mà điều khiển khi chúng ta nháy chuột lên một cái chữ cái thì này, thì nó có chỗ này là để nó rung lên một tí này, chúng ta bấm thử nhé. A. Đấy, rung một tí chưa? G. Đấy. Được rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ không lập trình theo cái này mà chúng ta phải lập trình theo cách khác. Theo theo cái bản mới của chúng ta là gì? Cái bản mới của chúng ta là như sau, là chúng ta sẽ phải, không phải là chúng ta chờ người dùng nháy chuột mà là gõ phím. Đấy, khác nhá, gõ phím. Thì gõ phím thì chúng ta phải sử dụng cái gì? Chúng ta phải sử dụng cái hàm trong sensing ấy. Cái hàm này hàm rất quan trọng để nhận biết cái sự mà người dùng khi gõ phím. Thực ra cái lệnh gõ phím, cái mà nhận biết gõ phím trong Scratch nó có hai lệnh nhé. Một lệnh là coi như là nó coi nó là một sự kiện, thì chúng ta vào cái event và cái sự kiện mà chúng ta có cái lệnh này, là đây là lệnh này khi mà người dùng gõ cái phím bất kỳ ở đây này, đó, gõ phím. Nhưng mà cái sự kiện này thì nó hơi nó không, lúc khác cần, nhưng mà ở đây không cần. Ở đây chúng ta cần dùng nó như là một cái lệnh cảm biến. Chúng ta vào sensing nó có một cái lệnh này, cái lệnh là đây này. Ok, khi mà người dùng bấm cái phím nhá. Bấm cái phím thì nó sẽ cái hàm này nó trả lại là đúng. Còn khi không bấm phím nào thì nó trả lại là sai. Đấy, thì chúng ta phải lập rất nhiều chương trình. Thì hôm trước tôi đưa các bạn một cái đưa cho các bạn xem một cái nhân vật là nó chứa những cái hàm dùng để nhận biết cái chuyện gõ phím từ A đến Z. Thì cái hàm đó cái nhân vật đó là nhân vật là tên là keyboard, và lỗi tôi vừa đưa lên ấy, thì cái đó chính là nó chứa những cái hàm đó, và nó chính là cái tài nguyên. Cái tài nguyên này không phải là hình ảnh, không phải là âm thanh, mà là chính là các cái lệnh để nhận biết chuyện gõ phím. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ lập trình, chúng ta sẽ đây, bây giờ chúng ta sẽ bổ sung vào máy của chúng ta cái một nhân vật để nó có những cái hàm mà dùng là tài nguyên đấy. Chúng ta đây, chúng ta bổ sung vào nhé. Chúng ta bổ sung vào cái trong cái tài nguyên này, hôm trước tôi đưa là có cái tài nguyên đã có tên là keyboard đó. Keyboard này chỉ là một nhân vật bất kỳ thôi, nhưng mà nó chứa các cái hàm, chứa những cái đoạn lệnh để nhận biết phím. Đấy. Chúng ta có thể lập trình được, nhưng mà nó dài lắm, rất phức tạp lắm, để cho bạn xem nhé, nó phức tạp vì chúng ta có sẵn rồi, chúng ta chỉ việc sử dụng thôi. Mở open này. Đấy. Nó mở ra và đây các bạn nhìn thấy trên màn hình nhé, đây chính là những cái hàm có sẵn đây này, những cái hàm này. Đấy, để chưa, tôi cho nhỏ lại một chút để nhìn nhé, đây. Đấy. Ở trên màn hình của chúng ta chính là một loạt những cái đoạn chương trình để nhận biết đây cho các bạn xem kỹ hơn nhé, đây. Khi nhận biết khi người dùng mà gõ cái phím A thì nó có một cái biến tổng thể có tên là CH press. Biến CH press nó trả lại là chính giá trị là A. Và khi mà người dùng bấm phím A thì lập tức là nó trả lại và A, và nó gửi một thông điệp có tên là key press. Đấy, và nó chờ được 0,5 giây. Thì như vậy nó đây là cái hàm vòng lặp vô hạn này. Nhưng mà ở chỗ này tôi đã đầy đủ tất cả từ phím từ A đến Z, đủ hết 26 phím đấy, đủ hết. Và thậm chí còn tôi bổ sung thêm các phím từ 1 đến 10 nữa. Như vậy là đủ hết tất cả nhé, đây. Đây chính là phần là tài nguyên đây. Tài nguyên này chúng ta có thể dùng được. Bản thân cái nút lệnh, cái nhân vật là đặt tên là button 3 này thì chúng ta không dùng nó nữa, chúng ta cho ẩn đi. Đây, bây giờ tôi làm chương trình ẩn đi này. Tôi dùng cái lệnh này thôi. Vào chương trình đấy nhá. Đây, tôi vào chương trình. Và tôi ẩn nó đi. Như vậy kia đây là một cái nhân vật mà chúng ta không cần dùng đến hình ảnh của nó trên màn hình. Chúng ta ẩn nó đi và chỉ dùng nó ở cái này thôi. Đấy. Được chưa? Rồi chúng ta nhớ lại cái khi chương trình bắt đầu thì chúng ta dùng cái này, vì chúng ta sẽ phải đặt vào đây những cái đây, khi chương trình bắt đầu đây này, đó, chúng ta đưa vào đây nhé. Thì đây là những cái đoạn chương trình mà để nhận biết khi chúng ta gõ phím. Chúng ta tìm vào đây, đó là cái thứ hai nhé, cái thứ ba. À, như vậy là chúng ta thấy không, đáng lẽ chúng ta phải nhập tất cả cái này vào, nhưng mà nó ngại lắm, vì tôi đã đưa hết vào một nhân vật rồi, tôi coi nó như là một cái tài nguyên thôi. Đây là cái tài nguyên, là các cái lệnh dùng để nhận biết khi chúng ta gõ phím. Các bạn thấy không, nó rất công phu nhé. Chứ là các bạn khi làm một chương trình là đòi hỏi rất công phu, chứ nó không đơn giản đâu nhé. Một số bạn cứ suy nghĩ rằng làm chương trình là phần mềm nó phải rất đơn giản, nó nhanh nhẹn, nó không dễ đâu các bạn, nó rất là công phu, rất là tỉ mỉ thì nó mới làm được. Vừa rồi tôi có tham gia cái cuộc chấm thi
sáng tạo thanh thiếu niên của Hà Nội đấy. Tôi xem rất nhiều chương trình của các bạn trẻ ở đây, rất nhiều bạn, thì đa số là chương trình của bạn rất là đơn giản, quá đơn giản, hoặc là ít chức năng, hoặc là ít, không có nhiều dữ liệu, cho nên cái phần mềm nó không có giá trị. Muốn giá trị thì nó phải rất là tỉ mỉ, nó phải nhiều dữ liệu, nó phải nhiều cái thông tin thì nó mới có ý nghĩa, mà nó phải đầy đủ, chính xác. Thì vừa rồi tôi đây các bạn xem toàn bộ cái phần này là cái phần mà tôi lưu ở trong cái một cái hàm này, tôi lưu vào trong một cái nhân vật đây. Thì tôi hiểu đây chính là các cái, đây chính là cái tài nguyên liên quan đến cái việc là nhận biết cái chuyện là gõ phím. Tôi đặt tên nó là, khi tôi xuất ra tôi đặt tên nó là key press, là vì thế nhé. Đó. Rồi thì bây giờ chúng ta có thể dùng cái này rồi. Thì chúng ta chú ý là cái CH press này là một cái biến tổng thể. Nó mô tả khi người dùng mà gõ phím thì cái biến này nó gán vào cái phím mà người dùng vừa gõ, thì chúng ta thấy tất cả giống nhau hết nhé. Và nó ra một cái, nó ra một cái, nó gửi một thông điệp. Được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ làm lại nhé. Bây giờ chúng ta lại sau này. Bây giờ dùng là chúng ta dùng quay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sửa lại cái, một là cái cô giáo này. Cô giáo ở đây nhé, đây cô giáo, cái hình cũ của chúng ta là em nháy chuột lên chữ cái để nghe phát âm. Chúng ta sẽ sửa lại là em bấm phím để nghe phát âm của chữ cái đó. Tôi phóng to để nhìn nó dễ nhé, nhìn thấy bé quá. Đây, phóng to lên này. Đấy, tôi sửa chữ em nháy chuột bằng cái chữ là gì? Bằng cái chữ là em hãy bấm phím nhé. Em bấm phím. Như vậy sửa rất nhanh thôi, em bấm phím. Đấy. Bấm phím. Đấy, bấm phím nhé. Để nghe phát âm. Để nghe phát âm chữ cái. Để nghe phát âm chữ cái. Chữ cái tương ứng nè. Đấy. Cái này chúng ta copy cái này mà chúng ta đưa xuống dưới đây. Đấy. Copy cái này đưa xuống dưới này. Chúng ta xóa đi này. Đấy. Được chưa? Vậy là vào chương trình này. Đấy. Em bấm phím để nghe phát âm chữ cái tướng. Được chưa? Bây giờ gõ phím A, phím B, phím C nó phải nghe chữ cái nhé. Thì làm thế nào? Cái này tôi lại bấm nhầm vào đây. Copy cái này xuống nhé. Rồi thì chúng ta sửa như sau. Chúng ta sửa vào cái này nhé. Đây. Ở đây chương trình ngày xưa là như thế này nhé. Là khi người dùng bấm vào phím đó. Bây giờ cái này tôi không dùng nữa. Tôi bỏ cái này đi và tôi vứt cái này sang đây. Và bây giờ tôi làm như sau này. Khi chúng ta nhận được cái thông điệp là key press, để nhận lại thông điệp bên này gửi sang này. Đây này. Thông điệp là key press nhá. Đấy. Thì như sau này chúng ta vào cái này này. Đây chúng ta thay thế bằng là khi nhận được thông điệp là key press, đây key press đây. Thì nó sẽ phát âm. Phát âm cái gì ở đây? Đấy, chúng ta phải chú ý nhá, không phải lại này nữa, chúng ta phải sửa lại chỗ này một tí này nhá. Này. Thì chúng ta sẽ tìm ra khi người dùng mà nháy lên chữ A thì lập tức nó phải gửi thông điệp để sao cái chữ cái clone đứng với chữ A là nó hiện ra. Đấy, khi người dùng gõ vào chữ B thì khi gõ vào chữ B thì cái biến là CH press bằng B, thì làm sao chúng ta phải gửi điều khiển đến cái clone ứng với là cái số B, cái chữ B, làm thế nào bây giờ? Đấy, thì cách làm này chúng ta sao chúng ta sẽ phải làm một chút. Ở đây chúng ta quay lại cái variable chúng ta kiểm tra nhé. Ở đây nó chỉ có hai cái bảng explicit, chúng ta vào thêm cái bảng nữa. Cái bảng này là mô tả cái bảng chữ cái tiếng Anh. Dùng cái bảng chữ cái này để chúng ta sẽ thực hiện được cái chuyện mà để so sánh cái chữ cái nhập vào với cái chữ cái trong bảng chữ cái, chúng ta phải dùng thêm cái bảng nữa. Bây giờ các bạn nhập cho tôi một cái bảng nữa. Bấm vào đây tạo một cái list nhé. Tạo một list có tên là alphabet nhé. Chúng ta đặt tên chính xác alphabet. Alphabet là một cái list dùng để mô tả, để hiển thị cái bảng chữ cái tiếng Anh theo chính xác chữ cái tiếng Anh ở đây. Đấy, mình chúng ta nhập vào thôi. Đây nó cũng là một cái thư viện thôi. Bấm nút cộng nhá. Chúng ta gõ này. A này, enter này, B này, C này, D này. Chúng ta đúng tiếng Anh nhé, phải nhập đúng 26 chữ cái.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V kép, X, Y, Z. Vừa vặn 26 đúng không? Vừa vặn 26 chữ cái mà theo đúng thứ tự của cái bảng chữ cái này. Thì đây là một cái, cũng là một cái bộ dữ liệu rất quan trọng. Thì ở cái bài, ở cái phần mềm mà hôm trước ta làm ấy, thì chúng ta nhấn chuyển phẩm chữ cái thì ta không cần cái bảng này, như bây giờ chúng ta phải điều khiển thông qua một cái hàm cảm biến khác, cho nên chúng ta cần cái bảng chữ cái này, được chưa? Rồi, nhưng mà chúng ta nhập xong rồi chúng ta ẩn đi. Và bây giờ chúng ta sẽ lập trình ở đây nhé. Khi chúng ta khi người dùng nhận được cái thông điệp là key press, tức là một người dùng đã nháy lên một cái nút ở đây, thì khi đó cái biến CH press nó chính bằng chữ cái đó, và chúng ta phải gửi, chúng ta phải làm sao điều khiển đúng với cái clone ứng với chữ cái đó. Đây, các bạn thấy là nó phức tạp không? Khó đấy nhá. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau lập trình này. Thì như sau này, ở đây cái lệnh này là lệnh sẽ lệnh sự kiện, nó sẽ tác động lên từng clone một, tất cả clone đều nhận biết hết, đều chạy cái trình này hết. Thì như vậy là clone nào khi chúng ta gõ chữ A chẳng hạn, thì hay gõ chữ M chẳng hạn, thì cái chữ M là chữ nào ở đây? M là cái này này. Đấy, M là cái clone mà có cái ID ứng số tự là M. Như vậy là đây chúng ta hiện ra ở đây nhé, thì các bạn chú ý này. Khi chúng ta gõ chữ M nhé, M ở đây nó có số tự là bao nhiêu? Có số thứ tự là 13. 13 này đó. Thì như vậy cái M này là cái clone, là cái clone nó có số thứ tự là 13. Được chưa? Như vậy là khi nhận key press, và khi mà cái CH press bằng M, thì lập tức cái người mà cái clone mà có ID bằng 13 sẽ phải bật âm thanh lên. Âm thanh chính là cái âm thanh là ứng cái ID đó. Rồi chúng ta làm như sau này, chuyện này phần chuyện rất quan trọng này. Khi nhận thông điệp đó, chúng ta cái clone đó sẽ làm như sau. Cái clone đó họ sẽ dùng cái lệnh này, dùng cái lệnh kiểm tra này. Đấy. Kiểm tra cái gì? Kiểm tra xem là đây. Kiểm tra xem là nhé. Kiểm tra xem là cái biến key press, là cái biến mà nhận giá trị, mà đây là cái biến này. Cái biến CH press là cái biến mô tả cái chữ cái mà người dùng đã nháy chuột lên đúng. Tại thời điểm mà chúng ta vừa nhận được thông điệp là key press đó, thì cái chữ cái này nó phải trùng với cái chữ cái tương ứng trong cái bảng alphabet. Chúng ta lấy ra cái bảng alphabet này nhé. Đây chúng ta lấy ra này. Chúng ta lấy ra cái bảng alphabet này. Và nó phải trùng với cái gì? Trùng với cái ID. Đấy, cái ID. Như vậy là nếu mà CH press mà bằng cái đây. Nếu CH press mà bằng với cái số thứ tự ID của cái bảng chữ cái, thì khi đó cái clone đúng với ID đó nó sẽ phát âm thanh. Còn không thì không. Chúng ta đưa cái này vào đây. Đó, thì đây chính là cái đoạn chương trình. Đây đoạn trình là khi người dùng nháy lên một cái phím, phím A chẳng hạn, phím B, phím C, phím Z chẳng hạn, thì khi đó cái clone tương ứng nó sẽ bật âm thanh. Đây, chỗ này là chỗ hơi phức tạp đấy với các bạn, rất đơn giản thôi nhưng phức tạp. Chạy thử cho bạn xem nhé. Đây, chạy thử này. Đó, bây giờ tôi bấm phím H nhé. Có chữ H trên bàn phím, bấm phím này. E. Đấy, có chữ Y dạng Y ngắn này. I. Chữ G này. I L, phím A này, A, phím C này, C, phím D này, D, phím E này, E. Đấy, thấy không nào? Chính xác nhé. Phím F này, F sợ không ăn bây giờ, F bị bật.
bật tắt cái âm thanh, tắt cái tiếng Việt đi đấy nhé. Để đợi tiếng Việt, bật tắt tiếng Việt đi. Rồi, bây giờ gõ phím F này. F nhé. F sao không ăn nhỉ? Tôi chạy lại nhé. Phím I này. I. Phím G này. J. Phím K này. K. Phím E này. E. Phím F này. F. Đấy, phím M này. M. N này. N. O này. O. P này. P. Q này. Q. R này. R. S này. S. T này. T. U này. U. V này. V. V kép này. W. X này. X. Y này. Y. Z này. Z này. À, Z không ăn nhỉ. Như vậy cơ thể Z bị sai. Z đâu? Z không ăn. Tôi kiểm tra lại, tôi phải kiểm tra lại cái thư viện của chúng ta xem nó có cái phím Z không nhé. Cái này rất rất tỉ mỉ các bạn ạ. Cái làm chương trình chỉ sai một tí thôi là không được. B, Q. À, đây là F nhé. Chúng ta kiểm tra lại một chút nhé. Đây là V, đây là V, đây là V kép này. Đây là X này. X này. Z đúng rồi đó chứ hả? Y ngắn, đây là Y dài nhé. Z đây, đây Z hoàn toàn đúng. Vì sao lại không được, làm thử nhé. Có chữ Z này, Z không ăn. Đây, vì sao lại không ăn, tôi kiểm tra lại. Đây, nếu mà key Z press thì set cái này bằng Z đúng rồi nhé. Kiểm tra lại một chút nhé, kiểm tra lại xem cái hàm này nó có Z chưa nhé. Alpha không to lên nào. À chưa có đấy, không nào. Như vậy là cái 26 thì bị lỗi này, chúng ta chưa gõ chữ Z thằng nào bị lỗi nhé. Tôi gõ chữ Z vào nhé. Như vậy là mọi thứ nó phải rất là đồng bộ với nhau thì nó mới ăn. Nhưng mà vừa là bị lỗi là vừa cho tôi là không nhập cái bảng alphabet là tôi quên, tức là tôi nhập hình như không chính xác lắm nên là chưa nhập xong cái chữ Z thì đã dừng lại rồi nhé. Đó, như vậy cái bảng alphabet đã đủ rồi. Bây giờ tôi có thể làm lại, tôi làm kiểm tra lại nhé, chính xác rồi. Làm lại này, có chữ Z này. Z. Đấy, có chữ V kép này. W. X này. X. Đấy. Đấy, như vậy chúng ta vừa mới làm xong cái chương trình đầu tiên hôm nay nhé. Cái chương trình là giống như hôm trước, nhưng mà cái chương trình là gì? Là chúng ta không phải là học cái tiếng Anh bằng cách chúng ta nháy chuột lên chữ cái, mà chúng ta gõ phím cũng là một cách làm thôi nhé. Bây giờ tôi sẽ ghi lại cái bài này. Đây là bài đầu tiên của hôm nay nhé. Chúng ta ghi lại này. Hôm nay chúng ta là cái bài số 5 mà. Bài số 5 là học bảng chữ cái nhé, học bảng chữ cái bằng cách là gõ phím, bằng gõ phím nhé. Hiệu đây là 1. Thế nào? Chúng ta vẫn dựa trên cái tư tưởng của bài hôm trước và chúng ta sẽ làm cái bài hôm nay nhé. Rồi chúng ta sẽ làm sang cái bài bìa, chúng ta sẽ làm sang cái bảng tiếp theo. Tương tự như lần trước là như sau, chúng ta sẽ bây giờ tôi cùng các bạn chúng ta làm kịch bản 2 của hôm nay nhé. Vẫn dựa trên cái bài hôm nãy mà chúng ta làm sang kịch bản 2. Đây nhé, kịch bản 2 này là giáo viên sẽ phát âm thanh nhé. Và học sinh là phải nháy lên phím chứ không phải là gõ phím, nháy lên cái phím chữ cái tương ứng. Nếu mà nháy đúng thì giáo viên nói là đúng rồi, còn nếu sai thì là sai rồi. Tức là vẫn là như trước nhá, vẫn là cái giao diện của nó vẫn là như cũ, không bị thay đổi cả. Giáo viên vẫn ở đây này, bảng chữ cái chúng ta vẫn ở đây nhá. Vẫn đây là X, Y, Z ở đây nhé. Đó. Thì như sau này là giáo viên phát âm chữ cái tương ứng nhá. Chữ cái tương ứng. Và yêu cầu người dùng là nháy chuột lên cái chữ cái đó, không phải nháy chuột xin lỗi, mà là gõ phím chữ cái. Thì sau khi người dùng gõ phím thì giáo viên sẽ thông báo là đúng sai, giáo viên thông báo là đúng rồi hay là sai rồi. Cứ như vậy liên tục nhé, thông báo là đúng hoặc là sai. Đúng hoặc là sai. Như vậy là một cái bài là tương tự như bài hôm trước. Nhưng mà cái bảng của nó không phải là người dùng làm bài bằng cách là gì, bằng cách là gõ là nháy chuột, mà là bằng cách
gõ phím tương ứng, được chưa? Thì chúng ta vẫn dựa trên cái này thôi, dựa trên cái bản 1 chúng ta sửa đi một chút ra cái bản 2. Rồi thì chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây. Giáo viên sẽ liên tục đưa ra các câu hỏi như vậy và chờ người dùng trả lời. Người dùng trả lời thì giáo viên sẽ đây chúng ta sẽ lập trình lại nhé. Ngay từ chúng ta dựa trên chính như này chúng ta dựa. Thì bài này chúng ta sẽ lập trình trên giáo viên là chính giáo viên sẽ là người đưa ra cái đây, khi bắt đầu nhá. Giáo viên sẽ là làm cái này và sau đó đây nhé. Để tôi nhớ lại một chút cái chương trình này nhé. Giáo viên sẽ như sau, giáo viên sẽ liên tục đưa ra cái câu hỏi nhé. Và chờ cho người dùng như sau. Để tôi mô tả lại nhớ lại cái hôm trước nhé. Giáo viên sẽ đưa vào một cái vòng lặp là vô hạn lần. Thì chúng ta sẽ cho là vô hạn lần đi. Còn các bạn có về nhà các bạn làm thêm một cái phiên bản khác là giáo viên sẽ hỏi là 50 lần hay là 30 lần hay là bao nhiêu lần, hạn chế là số hạn hữu hạn lần. Còn bây giờ tôi sẽ làm cái phương án là giáo viên sẽ làm đưa hỏi ra câu hỏi là vô hạn lần. Được chưa? Giáo viên sẽ dùng lệnh say chứ không phải lệnh này, không phải lệnh giáo viên sẽ hiện ra lệnh say như thế này. Đấy, và hiển thị như thế này. Đây. Nhé. Em nghe phát âm để tôi chưa gõ cái tiếng Việt, bật tiếng Việt lên nhé. Em nghe phát âm và bấm phím tương ứng và bấm phím chữ cái tương ứng, được chưa? Bấm phím chữ cái tương ứng. Đây chính là yêu cầu của bài, chữ cái tương ứng. Tương ứng, được chưa? Đây chính là câu hỏi đây. Được chưa? Rồi, thì chúng ta lập trình như sau này. Chúng ta sẽ cho giáo viên này sẽ chọn một cái chữ ngẫu nhiên mà giáo viên phát âm ra. Thế bây giờ cái chữ cái đó thì chúng ta sẽ đưa vào một cái biến nhé. Chúng ta tạo ra cái biến có tên là bất kỳ, chúng ta có bất kỳ thôi. Ta tạo ra biến có tên, ví dụ như là tên đó là tùy chúng ta lựa chọn nhé. Là tên là STT, STT là cái số thứ tự của cái chữ cái trong mặt chữ cái mà giáo viên muốn nghe phát âm. Trên tâm phát âm cho học sinh quan sát, như vậy số tự là một số rất quan trọng. Mô tả cái số thứ tự của cái bảng chữ cái. Hay là chúng ta sẽ làm như này, có thể tôi có hai phương án. Hoặc là dùng số thứ tự cũng được, hoặc là dùng chữ cái làm số tự, tôi làm luôn cả hai luôn được nhé. Số tự luôn là số tự luôn, số tự nhé. Đó. Số tự. Thì khi mà giáo viên là mỗi lần giáo viên sẽ đưa ra câu hỏi này nhé. Đưa ra câu hỏi này và sau đó giáo viên sẽ chờ. Giáo viên sẽ sinh, giáo viên sẽ dùng cái lệnh này để sinh cái số thứ tự. Số tự mà muốn cho học sinh phát âm đúng số tự đó. Đây. Giáo viên sẽ STT đâu rồi? STT đâu? Đây nhé. Sinh ra cái số tự là một số ngẫu nhiên của cái bảng chữ cái. Nó là một cái số ngẫu nhiên từ 1 cho đến 26. Đấy, 26. Được chưa? Sau đó giáo viên sẽ phát âm cái chữ cái này. Giáo viên sẽ gửi một thông điệp để cho cái gửi thông điệp để cho cái nhân vật này nó phát âm. Giáo viên sẽ gửi một thông điệp như sau. Sẽ gửi một thông điệp như thế này. Giáo viên sẽ gửi một thông điệp, gửi một cái thông điệp có tên là phát âm. Được chưa? Thông điệp này nó sẽ nằm ở đây, ở phía dưới này. Sau khi có cái này rồi nhé. Sau khi mà gửi thông điệp phát âm rồi thì sao? Thì giáo viên sẽ chờ. Nhưng mà trong quá trình chờ, chúng ta có thể nghe lại chúng ta cái này, chúng ta khi người dùng mà nháy chuột lên nói chuyện với giáo viên thì cái phát âm này có thể được phát âm lại. Chúng ta nghỉ xem đây. Đấy, để có thể nghe lại phát âm. Được chưa? Đấy. Và sau đó giáo viên sẽ chờ khi người dùng là làm xong. Thì ở đây chúng ta có một cái chúng ta cần thêm một cái biến nữa để mô tả người dùng đã làm chưa. Và chúng ta đưa cái biến đó vào một cái biến mới nhé. Thôi để tôi lập trình tiếp luôn phát âm nhé. Vào đây này.
khi mà nhận được thông điệp là phát âm. Đây, nhận được thông điệp là phát âm. Phát âm thì đơn giản là nhân vật đó nó phát âm thôi. Thì chúng ta đây, chúng ta đơn giản là phát âm nhé. Thì chúng ta kiểm tra sẽ đến đúng cái nhân vật đó nhé. Đây thì thực ra là không cần thiết phát âm vì nó có số tiêu rồi, chúng ta phát âm luôn. Chúng ta dụ lệnh sound, start sound. Và cái số start sound là cái gì? Là chính là cái âm thanh của cái âm thanh tương ứng trong bảng chữ cái, chính là ta gọi chính là cái số thứ tự này. Đây, phát âm. Đây chính là cái lệnh mà giáo viên gửi một thông điệp cho bảng chữ cái. Khi mà bảng chữ cái nhận được thì đây là một clone, nó sẽ bật luôn âm thanh luôn như thế này. Đấy. Được chưa? Rồi bây giờ giáo viên sẽ là người chờ. Khi mà nhận cái này, giáo viên sẽ chờ. Giáo viên sẽ làm lệnh sau, giáo viên dùng cái lệnh sau đây nhỉ. Giáo viên chúng ta tạo một cái biến nữa là biến mô tả, đặt tên là done. Cái biến done này là nó bằng không khi người dùng là gì? Người dùng chưa trả lời. Khi mà done bằng 1 là người dùng đã trả lời rồi. Đó, chúng ta đặt thế nhé, done nhé. Đấy. Thì như sau này, khi mà gửi thông điệp thì giáo viên sẽ khi mà gửi cái thông điệp, giáo viên sẽ đặt trước là cái này bằng done bằng bao nhiêu? Đặt bằng 0. Đấy. Đặt thông ở đây nhé. Đặt bằng 0 ở đây. Đặt bằng 0 ở đây và gửi thông điệp cho người dùng là người dùng trả lời nhé. Và giả soát là chờ. Dùng lệnh là chờ. Dùng lệnh là wait until. Chờ cho đến khi người dùng là trả lời xong. Chờ cho đến khi đặt bằng 1. Đây chờ nhé. Chờ cho đến khi là đặt bằng 1. Đây chúng ta cùng nhau làm. Đâu rồi, đăn đâu rồi. Đây, chờ cho đến khi mà đăn bằng cho đến khi đăn bằng 1 thì giáo viên mới kiểm tra. Kiểm tra nếu người dùng mà trả lời đúng ấy, thì giáo viên nói đúng rồi, không đọc thì bảo sai rồi. Chờ nhé. Chờ đến khi đăn. Khi đăn rồi thì giáo viên sẽ kiểm tra. Kiểm tra gì? Kiểm tra đây, chúng ta dùng lệnh kiểm tra. Đấy. Yeah. Thế là một khi người dùng đã trả lời xong rồi, giáo viên sẽ kiểm tra cái gì? Người dùng khi dùng nháy chuột thì nó ra, thì nó cái biến mà người dùng có phím đúng, nó ra là cái biến là ch press nhé. Yeah. Đó, bây giờ giáo viên sẽ kiểm tra như sau. Kiểm tra nếu mà ch press mà bằng đúng cái tự đó thì là đúng rồi, không thì là sai rồi. Đây nhé. Nếu mà cái biến ch press người dùng đã nháy đúng này, đúng với cái số thứ tự mà của chữ cái mà giáo viên đã hỏi từ trước, nếu mà đúng cái gì, nếu mà đúng với bằng chính xác với cái item này hay với cái item của bảng chữ cái và vị trí gì, đúng cái vị trí là số thứ tự đấy, là cái nếu mà cái người dùng gõ cái chữ cái đúng với cái chữ cái cho bảng chữ cái mà giáo viên đã chọn ra ở đây đấy, thì trường này là đúng rồi, giáo viên thông báo đúng rồi, giáo viên sẽ thông báo ở đây. Giáo viên thông báo là đúng rồi trong 1 giây. Đúng rồi. Và chuyển sang câu hỏi tiếp theo nhé. Đúng rồi, trong 1 giây. Còn nếu không thì thông báo là sai rồi. Và cũng như vậy chuyển sang sai rồi. Trong 1 giây. Và chuyển sang câu hỏi tiếp theo nhé. Đấy. Được chưa? Đây, tôi có thể thu âm thêm âm thanh như này hơn nữa, tôi thu âm thanh luôn vào đây cho nó hay nhé. Đây tôi thu âm âm thanh giáo viên nhé, thu âm thêm này. Đúng rồi. Đấy, chúng ta nghe thử cái này nhé. Đúng rồi, ghi lại đây là đúng nhé, cho nó thật hay. Đúng rồi, đúng. Tôi lại ghi thêm một cái nữa là sai rồi nhé, sai rồi. Đấy, chúng ta mở vào đây nghe thử này, sai rồi. Đấy, chúng ta đây là sai nhé, sai. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta quay lại bên này, như vậy là đúng rồi, giáo viên sẽ bật âm thanh là đúng rồi, chúng ta gọi cái lệnh sound và start âm thanh là đúng, đúng trên này nhé. Đó, còn chỗ này là sai rồi, chúng ta đặt ở đây. Đấy. Khi xong rồi chúng ta lại quay lại đây, lại nghe lại âm thanh lần nữa nhé, và lại chọn cái này là số tự của nó là cái này, đúng không nào? Đấy.
thậm chí ở đây tôi để cho nó hay hơn nữa, cho nó chính xác, tôi sẽ để cái này lên trên, để lên trên đúng hơn. Đó, đặt chọn cái, chọn cái này trước này, xong hiển thị âm thanh này, đặt cái này bằng đăn này. Đấy, để vào đây nhé. Rồi thì khi nào người dùng mà đăn, khi người dùng là khi người dùng là nháy chuột đấy, thì bây giờ chúng ta cùng nhau khi người dùng mà nháy lên phím là đúng rồi. Khi nhận thông điệp là key press là coi như là đã đăn rồi. Bây giờ tôi chỉ làm thêm một động tác ở đây nữa, ở đây ngay ở đây nhé. Ở đây khi mà chúng cô giáo mà nhận được thông điệp là key press, tức là người dùng đã nhập rồi đó, thì cô giáo là người đặt luôn cái thông tin đó, đặt luôn cái thông tin là gì, là đăn bằng một, thông báo đã xong đấy, và gửi lên đây nhé. Và gửi lên đây thì như vậy chờ xong là cô giáo kiểm tra đúng sai là quay lại, cứ như vậy làm liên tục nhé. Khi đó cái lệnh này là thì bây giờ tôi muốn sửa lại cái lệnh như sau nhé. Tôi không làm cái này nữa. Tôi muốn như thế này, tôi muốn là khi người dùng mà nháy mà đúng rồi, người dùng mà nháy cái bấm lên cái phím đúng ấy, thì phím đó nó thì nó mới nhanh nháy. Còn khi cô giáo nói là chữ A chẳng hạn, muốn người dùng gõ chữ A mà người dùng là bấm B thì nó không, thì phím đó nó không nhảy lên. Phím đó nó chỉ nhảy lên khi mà đúng thôi. Đấy. Thì làm như nào? Đấy, thì bây giờ chúng ta phải thêm một tí nữa ở đây nhá. Đây các bạn chịu khó mà đi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một chút nữa đây thì mới làm được cái chuyện đó. Tới đây có thể xong rồi, để tôi chạy cho bạn xem. Tới đây là tôi xong một phần của chương trình, nhưng mà tôi muốn thêm một chút nữa một kịch bản để cho bạn xem nhé. Đây, chạy thử nhé. Yes. Nghe lại này. Yes. Yes. Cái gì đấy? Có chữ A, đúng chữ A không? Yes. Sai rồi. Sai you. Rồi. Đấy, nó là chữ khác nhé, không phải chữ A nhé. Nhưng mà vừa bấm chữ A nó vẫn nhảy lên, như vậy là không đúng. Tôi sẽ sửa lại chỗ này. Khi mà tôi bấm sai rồi, người cô giáo nói là sai rồi thôi, và chuyển sang chữ khác nhé. Và you ăn. You chữ gì đấy nhỉ? You khó nghe quá. You you à? You. Đúng rồi. B được chưa? Nhưng mà tôi sửa lại một chút nhé. Nếu mà đúng ấy thì như thế nào, nếu sai là như thế nào? Bây giờ tôi sẽ cùng nhau chúng ta sửa lại một chút ở đây nhé. Như vậy chúng ta thêm đây một kịch bản, đây một dòng nữa là như sau này. Sau khi người dùng gõ phím, giáo viên thông báo đúng hay sai. Nếu đúng thì nếu đúng thì chữ cái đó nhảy lên, chữ cái đó rung lên, còn không đúng thì thôi. Vậy đây chúng ta thêm một điều kiện nữa nhé. Đây là kịch bản của bài số 2. Nếu mà gõ cái phím mà đúng cái phím mà cô giáo muốn yêu cầu, khi đúng rồi thì nó mới nhảy lên, còn nó không thì nó không nhảy lên, được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Như vậy là khi người dùng mà nháy chuột ấy, nháy phím ấy, thì người dùng gửi thông điệp là key press, thì key press này nó không cần hiển thị ở đây nữa, chỗ này chúng ta bỏ cái này ra. Đấy. Và cái việc đúng rồi hay sai rồi thì chúng ta sẽ phải dựa vào giáo viên. Giáo viên sẽ thông báo là đúng rồi và gửi một thông điệp để cho cái nhân vật này nó hiển thị. Rồi, đây nhé, đây này. Khi mà đúng rồi này thì giáo viên sẽ gửi một thông điệp. Đấy, để cho chính xác hoàn toàn, giáo viên sẽ gửi một thông điệp có tên là đúng rồi, thông báo cho cái người, cho nhân vật chữ cái này là nó phải rung lên, đúng rồi, còn không sai được. Rồi ok đây, đúng rồi nhé, đúng rồi. Đấy. Ồ, bị lỗi sao nó treo máy. Tôi gửi lại nhé. Gửi thông điệp là đúng rồi. Đây này. Khi người dùng là nháy đúng nhé, đúng rồi đây thì đây đưa lên trên này. Đấy. Thì đúng rồi thì giáo viên sẽ phát âm đúng rồi, thông báo đúng rồi và đồng thời gửi thông điệp đúng rồi, thì nhận thông điệp đúng rồi thì nhân vật này nó mới chạy. Đấy, chúng ta chuyển sang đây nhé. Đây. Đấy nhé. Đúng rồi này. Người nếu nhận thông điệp đúng rồi. Đây. Nhận thông điệp đúng rồi. Đấy. Thì khi đó thì như sau này. Đây nhé.
cái này không, cái này không đúng, chúng ta phải kiểm tra cái khác nhé. Tức là khi đúng rồi là gì, đúng rồi là khi nào, đúng rồi là khi gì, đúng rồi là khi mà cái keypress nó bằng cái à, bằng cái item của cái STT cơ nhé. Đấy thì cái STT chính là cái số thứ tự của nó. Ở đây chúng ta phải làm như sau, chính ST chính là chùm cái ID của cái clone đó, nhưng phải xử lý như này, đây phải xử lý như sau này, không phải là cái này nữa mà là như thế này, đây chúng ta chú ý nhé, đây này. Khi như sau, khi mà khi nào đúng rồi là như nào, đúng rồi thì nó gửi thông điệp cho chính nhân vật đó, những cái nhân vật mà có số thứ tự là ID trùng với STT đấy, chính là cái này, nó bỏ cái này ra nhé, đấy, nó chính là cái này này, đấy. Nếu mà đúng rồi thì nó gửi cái này, nó sẽ gửi thông điệp, nó gửi thông tin đến cái chữ cái mà có cái số thứ tự chính bằng cái ID của nó. Như vậy đây chính là gì, đây chính là khi mà cái ID là cái mã của cái clone đó chính bằng cái STT đó, thế liền nó sẽ phát âm, được chưa, thì nó phát âm, chúng ta bỏ cái này ra, nó phát âm như này. Đấy. Đấy, như vậy là các bạn ở đây chú ý một chút nhá, chỗ này là hơi khó đấy. Khi nào mà đúng là khi mà cái key press là khi mà cái người dùng ấy, người dùng mà là gõ lên cái phím đúng ấy, đấy, thì là cái như vậy cái phím đó nó cái chữ cái đó chính là chữ cái ứng với SCT này, thì như vậy ở đây nó mới hiển thị đúng. Đây, khi mà cái SCT là chính bằng cái ID thì nó mới hiển thị cái này, chạy cái này nhé. Mà chúng ta cùng nhau làm thử nào, chạy lại cái trình này nhé. Như vậy là xong rồi nhé. J nhá, J là cái gì, J tức là G, tôi thử với L này. Sai rồi. J. Cây K này. Sai rồi. J. Là cái gì nhỉ? Còn là nghe lại này. J. J. Khó nghe quá. Cái gì nhỉ? Vừa cái gì nhỉ? J à? Sai rồi. B. B chính là bờ. Sai rồi. W. À, W dễ rồi. Tôi phải tắt từ Việt đi. W nhé này. G. Sai rồi. J. K là K này. Sai rồi. V. V này. V này. Đúng v. rồi. Đấy, F. Đúng rồi. D. B. Sai rồi. Q. Q. Đúng Q. rồi. M. Nhanh quá, bây giờ tôi chọc lại, khi mà bật đúng rồi nó phải chờ một chút tôi mới quay lại nhé. Tôi vừa rồi tôi làm nó bị nhanh quá. Bây giờ như sau này. Tôi sửa một chút cho nó hay hơn, cái gì chúng ta hay hơn nhé. Đây, tôi làm cho giáo viên nhé. Đấy. Tôi sửa một chút cho nó hay hơn chỗ này. Vừa nãy là khi đúng rồi thì là khi sai rồi thì quay lại ngay, nhưng mà khi đúng rồi thì nó phải chờ cho cái này nó nhảy lên một chút thì nó mới quay lại thì hay hơn nhé. Đấy, thì chúng ta đây tôi sửa thêm một chút cho nó hay chỗ này nhé. Chúng thực sự là hay. Nhưng mà là khi đúng rồi thì tôi cho nó chờ thêm một tí, chờ thêm là 3 giây. Để cho nó khi sai rồi thì lập tức là quay về lại ngay thì hiểu rồi, nhưng mà khi đúng rồi thì nó phải chờ cho cái đó nó nhảy lên một chút nữa, chờ 3 giây thì nó quay lại là hợp lý hơn. Còn sai rồi thì sai rồi tôi để là 2 giây, đúng rồi tôi để là 4 giây. Đấy, nó sẽ hay hơn nhé. Chạy lại cho chúng ta xem thử. You. Tôi chờ một chút nữa nhé, vì nhanh quá, tôi sửa một chút rồi. Ở đây này, vào chương trình là bắt đầu làm ngay, không hay lắm đúng không? Không hay lắm, bây giờ tôi muốn cho nó đây, bây giờ tôi một chút nhé, tôi muốn cho nó hay hơn một chút nhé. Tôi làm thêm một cái lệnh nữa đây cho nó hay, lệnh say vào trên này cho chờ một chút, chờ khoảng 2 giây đi nhé các bạn, cho nó thay màn hình nó hoàn chỉnh lại, là màn hình cho nó đầu có đuôi cho nó có ý nghĩa nhé. Các bạn chuẩn bị kiểm tra nghe nhận biết, nghe và nhận biết
chữ cái. Tiếng Anh. Tiếng Anh. Đấy, chờ 2 giây, sau đó mới bắt đầu vào cái trình chính. Được chưa? Chân hay một chút nhá, rồi ta chạy thử này. Đấy. X. Đấy, hình là F là phải. Sai rồi. D. B à? Sai rồi. N. N à, chờ N à. Đúng rồi. Đấy, N là đúng rồi nhá. X. Như đây là gì? Giả nhớ đấy, không biết nhá. Tôi quá bừa mà. Sai rồi. Sai rồi. Why? Why là why là why là y dài đấy. Why? Đúng rồi. Đấy. Được chưa? W. W là W. Đúng rồi. Sau khi bấm vào nó lại R. Nó lại hai lần nhỉ? Để ra nó ông phát âm phải hai lần, tôi kiểm tra xem vì sao lại thế. À vì cái này. Vì cái lỗi này. Ở chỗ này là không còn phát âm nhá. Đó, chỗ này là thừa, phát âm là thừa, bỏ cái này ra. Đấy. Thế này thôi. Dung dinh một tí thôi, không cần phép phát âm. Thằng nào khi đúng rồi nó phát âm hai lần là bị lỗi chỗ đó. Chúng ta kiểm tra lại một chút nhé. X. Sai rồi. Sai rồi. A. A là A này. Đúng rồi. Đấy. Bây giờ là đúng hơn rồi đấy. U. U. Đúng rồi. Được chưa? Bây giờ là hay hơn rồi đấy, bây giờ là chuẩn hơn. Tôi sẽ sửa lại một chút, là một lần cuối cùng nữa. Chỗ này không cần thiết là 4 giây, chỗ này là 3 giây là đủ. Được chưa? Còn sai rồi là 2 giây, đúng rồi là 3 giây. Để chờ duy một chút. À, nhưng mà đây là xong nữa, chúng ta vừa làm xong chương trình thứ 2. Chương trình thứ 2 tôi lưu ra đây nhé. Là như vậy dựa trên 2 chương trình cũ, chúng ta làm rất nhanh chương trình thứ 2. Đây là học bảng chữ cái bằng gõ bàn phím và là số 2. Được chưa? Đấy. Thấy hay không nào? Như vậy là dữ liệu chúng ta nó chỉ là một cái bộ âm thanh và âm thanh tiếng Anh thôi mà toàn làm là rất rất nhiều việc. Âm thanh và cái hình ảnh cái phím, cái hình ảnh, cái các chữ cái nữa. Mà chúng ta có thể làm là rất nhiều chương trình là rất là hoàn thiện, rất là đơn giản, rất là có ý nghĩa. Đây là những phần mềm rất là hoàn chỉnh, thấy chưa? Rồi, như vậy xong được 2 cái, bây giờ chúng ta sẽ làm thêm không? Còn nửa tiếng nữa làm kịp không? Chưa thôi, tôi có làm. Nếu không kịp thì chúng ta sẽ ai sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm xong cái bảng thứ 3, không phải là học tập nữa. Chúng ta muốn tôi sẽ làm cái thứ 3 là một cái chương trình như là trò chơi chứ, ghi game. Nhưng mà game là game học tập. Được chưa? Dựa trên cái tư tưởng của cái bàn phím này, của cái này. Đây bây giờ chúng ta cùng nhau thiết kế cái bảng số 3 là một cái game, là một cái game như game học tập hoàn toàn đơn giản nhé, mà rất đơn giản. Đây tôi làm cùng các bạn, chúng ta lên thiết kế một kịch bản 3. Cái bản số 3 nó, cái bản số 3 nó là một cái game trò chơi, cái game học tập đơn giản. Nếu mà các bạn là cái người mà có cái khả năng sáng tạo nhiều, cái tư duy thì chúng ta có thể nghĩ ra rất nhiều trò chơi trên nền của cái bộ tài nguyên này nhé, rất nhiều luôn đấy. Đây tôi chỉ đưa ra một phương án của một cái bản cụ thể thôi. Các bạn có thể về nhà, các bạn có thể làm thêm, các bạn có thể tạo ra được rất nhiều những cái game khác nữa. Hay là các chương trình học tập khác nữa, vẫn dựa trên một cái tài nguyên này thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta làm thử này. Tôi cứ nghĩ đâu tôi làm đấy. Bây giờ là làm game như sau nhé. Đây, chúng ta sẽ có lấy như con mèo, là con mèo của chúng ta là nhé. Đây là con mèo đây, đây là con mèo, nó có hai chân đây nhé. Đây là con mèo, mèo. Con mèo sẽ chạy từ trái sang phải màn hình, đúng không nào? Chạy hết rồi thì quay lại bên trái, cứ như vậy liên tục. Khi con mèo chạy ra thì ở phía trên này sẽ xuất hiện cái chữ cái ngẫu nhiên. Chữ cái này sẽ chạy song song với con mèo ở phía trên này. Đấy. Khi mà chữ cái này sang bên phải quay lại thì hiện lại hiện chữ cái khác. Chữ cái này là ngẫu nhiên. Chữ cái này lấy luôn từ cái tài liệu, cái tư liệu, cái nguồn là cái tư liệu của chúng ta, đúng không? Rồi. Thì là trò chơi xong, chúng ta sẽ phải gõ phím đúng. Chúng ta gõ một cái phím đúng chữ A. Khi chúng ta gõ phím, con mèo sẽ nhảy lên va chạm vào chữ A. Nếu gõ đúng chữ A thì chữ A sẽ biến mất và có âm thanh là phát âm chữ A là phát âm lên và ta tăng thêm một điểm, điểm số nằm ở trên này nhé. Đấy. Còn nếu chúng ta gõ sai, vì chữ A đây mà chúng ta gõ nhầm là chữ B thì con mèo có nhảy lên nhưng mà chạm vào chữ A nó sẽ tụt xuống và ta bị trừ đi một điểm và có tiếng kêu là pích,
pop. Như vậy là cái kêu pop một cái thì là sai, mà chữ A vẫn đứng nguyên và chúng ta sẽ phải gọi đúng chữ A. Khi gọi đúng thì chữ A sẽ biến mất. Có phát âm thanh đúng của chữ A sẽ cho phép tôi cho chữ A lộn một vòng rồi cho nó sẽ biến mất và hiện chữ cái khác. Và cứ như vậy trò chơi liên tục như vậy trong thời gian là hai phút hay một phút chẳng hạn, và ai điểm cao nhất thì người là thắng nhé. Đây là điểm số nhé, đây là điểm số, đây là score nhé, đây là score. Đấy. Một trò chơi rất đơn giản thôi nhưng mà là cho các em học sinh rất là thích nhé. Vừa nghe phát âm ở chữ cái, vừa tập gõ phím nhanh trên bàn phím, gõ đúng thì được cộng điểm, gõ sai thì bị trừ điểm. Đấy. Các bạn đã hiểu chưa, hiểu cái bản chưa nào? Đấy, đây là một trò chơi là nôm na là trò chơi là vui, nghịch vui với gì, nghịch vui với bảng chữ cái tiếng Anh nhé. Rồi được chưa, thì chúng ta thì chúng ta vẫn phải sử dụng tất cả những cái hàm mà chúng ta đã có từ từ trước nhé. Bây giờ tôi thiết kế luôn sang bài này, thì với cái bài này thì chúng ta không cần cô giáo nữa, cô giáo bây giờ có thể bỏ đi, không cần nữa. Cái toàn bộ cái bảng chữ cái đây chúng ta cũng không cần nữa. Đấy. Chơi, chúng ta hoàn toàn bỏ đi, không cần cái này nữa. Nhưng chúng ta vẫn cần cái nhân vật là chữ bảng chữ cái này. Chúng ta vẫn phải cần cái nhân vật này, nhân vật là bát thần ba này, để chúng ta lưu cái bộ các cái lệnh mà để cảm biến nhận biết khi chúng ta gõ phím. Và chúng ta thêm nhân vật nữa, như là con mèo vào đây nữa. Được chưa? Chúng ta xóa này. Bây giờ xóa nhân vật là cô giáo đi này. Rồi. Xóa đi, sau đó chúng ta sẽ xóa đi cái đoạn chương trình để chương trình để tạo ra cái gì, để tạo ra clone. Đây chúng ta bài này chúng ta không cần clone nữa nhé. Chúng ta bỏ đi này, bỏ đi, không cần clone nữa nhé. Vì bài này chúng ta sẽ định ở đây nhé, chúng ta sẽ bỏ đi cái này nhé. Để tôi kiểm tra một chút xem là tôi sẽ kiểm tra, tôi có thể cho hiện lên để chúng ta kiểm tra nhé. Chúng ta vào đây, chúng ta sẽ cho nó show này, kiểm tra một chút này. Được chưa? Ok, thế này rồi nhé. Chúng ta thêm vào đây là con mèo. Con mèo chúng ta, con mèo quen thuộc đâu rồi? Đây, con mèo ở đây nhé. Đấy. Con mèo sẽ di chuyển từ đây sang đây này. Đấy, ở đây nhé. Con mèo di chuyển, ta để ở đây di chuyển đi. Chữ cái nó nằm ở chỗ này nè. Được chưa? Đấy, vị trí đây là chữ cái nhé. Chữ cái sẽ di chuyển theo chiều ngang, theo đúng con mèo. Con mèo đi đâu là chữ cái đi đến đó nhé. Chữ cái là xuất hiện một cách ngẫu nhiên ở phía trên con mèo. Nhé. Đấy. Và khi con mèo đi sang bên phải quay lại thì phần mềm sẽ phải tạo ra một chữ cái khác là ngẫu nhiên khác. Đây chúng ta mô phỏng con mèo vào chữ cái trước nhé, sau đó chúng ta sẽ mô phỏng người dùng là trò chơi như thế nào. Được rồi. Có thể hay hơn nữa, chúng tôi có thể cho thêm vào đây một cái nền cho hay một chút. Chúng ta chọn cái nền hay đi nhé, chọn cái nền này đấy nhé. Hay nền này cũng được, tùy các bạn, tôi đặt nền này nhé. Đấy. Thì đây là con mèo đứng cái này đồ là đúng thế này. Đấy. Được chưa? Đấy. Như vậy là ban đầu khi bắt đầu chương trình là mèo đứng ở đây nhé. Đây tôi đặt vị trí, tôi gọi con mèo đây này. Khi gọi vào thì con mèo sẽ đứng ở vị trí đó này. Đây vị trí ban đầu đây, con mèo đây nhé. Và mèo sẽ hướng về bên phải. Được chưa? Đấy. Sau đó là bắt đầu. Khi bắt đầu chơi nhé, thì được, thì bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái công sau, chúng ta sẽ làm thêm một cái biến để mô tả cái một cái biến để mô tả cái gọi là gì, mô tả cái điểm số nhé, và biến thời gian chạy đúng 60 phút nhé, 60 giây. Tôi tạo ra hai cái biến như sau. Ở đây cái biến ID là không cần, chúng ta có thể xóa biến ID lên nhé. Đấy, nhưng mà được, tôi để nguyên đây. Tôi sẽ tạo thêm một cái biến, biến nhất là biến là score nha. Score là điểm số này, score là chữ S viết hoa thì score điểm số, như chưa? Đấy, ta để ở đây là điểm số ở đây nhé. Đấy. Và biến thứ hai là biến thời gian, biến time. Biến time này sẽ có thể hiện, có thể ẩn cũng được, tùy các bạn. Biến time để ở đây nhé. Đấy, để biết thời gian, được chưa? Đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ lập trình ở trên này nhé. Thì với bài này chúng ta không cần lưới nữa, chứ về cái data này chúng ta hoàn toàn là không cần nữa. Toàn bộ cái này là không cần nữa này. Bỏ đi hết này. Bỏ đi này. Đó. Cái hàm này là cũng không cần nữa này. Bỏ đi. Đấy.
Vì bài này chúng ta là toàn không dùng cái lưới nữa, tất cả cái hàm liên quan lưới đó chúng ta không cần nữa. Bây chúng ta sẽ là lập trình từ đầu nhé. Đây là lập trình ở đây là gì? Lập trình ở đây là cái gì? Là sân khấu nhé. Thì ban đầu chúng ta đặt tham số, ban đầu đặt cái biến score bằng biến điểm số là 0. Đặt cái biến time là cái biến thời gian. Đặt cái biến time là bằng 0. Đấy. Time rồi, time bằng 0. Chưa? Sau đó chúng ta sẽ cho cái đèn đó là chúng ta sẽ đếm theo thời gian nhé. Đây. Đặt xong này và chúng ta sẽ gửi một thông điệp là để bắt đầu. Đấy, tôi gửi một thông điệp là start. Đây, gửi một thông điệp là bắt đầu, tiếng Anh cũng được. Gửi một thông điệp là tiếng Việt cũng được. Bắt đầu đấy nhá. Đấy. Khi bắt đầu thì sân khấu sẽ là người đếm cái thời gian khi bắt đầu này. Được chưa? Thì sân khấu sẽ là người cho tăng thời gian và đếm theo đúng 60 phút thì dừng lại. Đây 60 giây dừng lại. Sân khấu sẽ dùng cái lệnh là repeat until. Đấy. Lặp liên tục repeat cho đến khi nào, cho đến khi mà thời gian bằng đúng 60 giây thì dừng lại. Đây khi mà đây khi đặt lại khi một cái biến thời gian như biến time mà bằng 60 thì dừng lại. Đó. Và chúng ta đây chúng ta sẽ tăng biến thời gian lên sau mỗi 1 giây. Đây wait 1 giây và chúng ta sẽ tăng cái thời gian lên, tăng cái trên cái biến thời gian. Biến time tăng lên một đơn vị. Đó. Và sau 1 giây tăng thời gian lên và nó sẽ lặp lại cái này cho đến khi mà time bằng 60 thì dừng lại. Thì nó không đếm nữa. Được chưa? Đó. Thì ở đây chúng ta có thể có một lệnh là stop cũng được. Khi hết đây chúng ta cho một lệnh là stop on vào đây để dừng lại toàn bộ chương trình. Cho lệnh là stop on vào đây. Đấy. Nhưng mà đây là đoạn chương trình bắt đầu chúng ta biết ban đầu là score bằng 0 này, time bằng 0 này và gửi thông điệp là bắt đầu. Và sau đó là chờ cho đến khi thời gian kết thúc thì dừng từ chương trình lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho bắt đầu nhé. Khi bắt đầu chương trình nhé, thì con mèo như nào? Đây, con mèo đây này. Khi bắt đầu chương trình, khi mèo nhận được thông điệp là bắt đầu chương trình, mèo sẽ liên tục di chuyển. Nhá. Di chuyển sang bên phải, gặp bên trái thì chúng ta dừng lại. Được chưa? Đây, mèo như sau này. Mèo sẽ làm như sau, mèo sẽ lập tức vào cái vòng lặp vô hạn, tôi cho vào lặp vô hạn đi. Vì ở đây chúng ta không cần thiết phải kiểm tra thời gian vì sân khấu nó điều khiển rồi, sân khấu nó có cái lệnh là stop on đây rồi. Đấy, cho nên là với mèo chúng ta cho vòng lặp vô hạn lần. Cho nó dễ, cho đơn giản để vô hạn lần. Được chưa? Mèo sẽ luôn di chuyển về bên phải với cái vận tốc là như nào đó đây, vận tốc của mèo bên phải với cái vận tốc. Đấy, ví dụ như là 5 hay là tùy chúng ta nhé. Nếu gặp cạnh phải thì quay lại bên trái. Đây, chúng ta kiểm tra. Nếu mèo gặp cạnh phải nhé. Đây, nếu mèo gặp cạnh phải khi là nếu gì? Nếu mà cái tọa độ X của mèo đấy. Nếu mà cái X position của mèo mà lớn hơn 240 thì mèo sẽ quay lại ở bên trái. Ta sẽ đặt lại cái thời gian, đặt lại cái lệnh là set X gì? Đặt lại bên trái là âm 240. Vậy mèo di chuyển thì cho xem nhé, đây là mèo này di chuyển. Đấy, bây giờ tôi muốn cho mèo nó chạy nữa hay hơn nên chúng ta dùng cái lệnh sau đây để cho mèo nó chạy mình chỉ cần dùng cái chân chạy, dùng lệnh là next costume ở đây này. Đấy, mèo sẽ di chuyển theo đúng nghĩa nhé. Đấy. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục, chúng ta sẽ mô tả cái chữ cái. Khi bắt đầu thì chương trình sẽ phải sinh ra một cái số ngẫu nhiên là ứng với chữ cái nhé, ứng với chữ cái và sau đó cái chữ cái đó sẽ phải di chuyển đúng theo con mèo, đúng theo con mèo. Thì làm như sau này, thì chúng ta sẽ coi như vậy, chúng ta mèo sẽ là cái người mà sinh ra cái chữ cái đi nhé. Rồi như sau này, chữ cái đó nó sẽ có cái biến là làm cái số tự của nó là đặt tên là số tự đi, chúng ta dùng lại số tự nhé, dùng lại cái biến là số tự ở đây này. Đâu nhỉ? Đây này, số tự đấy nhá. Đó. Thì như sau này, khi bắt đầu chương trình thì mèo sẽ bắt đầu chạy, thì mèo sẽ sinh ra một cái số ngẫu nhiên. Đây. Đâu nhỉ? Dùng cái lệnh là set cái số thứ tự. Đâu rồi? Số thứ tự đây rồi, làm cái chính là cái số mà số thứ tự đây là cái chỉ số của cái chữ cái mà hiện ở phía trên con mèo nhé. Đấy.
Thì ban đầu chúng ta đặt cái số chữ cái này là đặt một cái số mặc định là đặt một số lượng ngẫu nhiên từ 1 cho đến 26. Được chưa? 26 nhé. Mà chúng ta đặt ở phía trên này. Thì bắt đầu chương trình. Đây là cho mèo nhé. Đấy. Được chưa? Và cái chữ cái nó sẽ di chuyển sang bên phải. Khi mà nhưng mà thật ra cái này không nên, cái này không nên để ở bên này hơn nhé. Tôi đừng nghĩ như này. Đấy. Nhưng mà như sau này, khi mà con mèo mà di chuyển sang bên phải, di chuyển sang bên phải mà quay lại bên trái thì mèo sẽ sinh lại cái số này. Tôi để lên đây. Đấy. Khi mèo mà chạy sang bên phải quay lại bên trái thì sinh ra một cái số mới, là số tự là mới, là số này đây nhé. Chúng ta lập trình cho Z này, cho chữ nhé. Đây, cái này là không cần này, cái này là không cần nữa này, được chưa? Thì Z sẽ lên sau mà khi mà bắt đầu, khi chính bắt đầu chúng ta lập trình cho khi chính bắt đầu đây, bắt đầu nhé. Thì Z là cái nhân vật, Z sẽ là cái nhân vật mà sinh ra cái số bắt đầu là cái số ngẫu nhiên đó nhé. Đây, đặt cái ban đầu set cái STT bằng gì, là bằng cái số ngẫu nhiên nhé, bằng cái số ngẫu nhiên từ 1 cho đến 26 khi bắt đầu chơi. Được chưa? Đấy. Và tôi điều khiển là cái Z này luôn chạy theo chiều ngang. Bây giờ tôi đặt vị trí luôn đây nhé. Này, đây là ban đầu là Z là ở đây nhé. Đấy. Ban đầu đấy nhé. Thì tôi đặt y của nó là cố định. Y của nó đây là 37 này. Vậy tôi đặt cho nó, tôi đặt cho con mèo này là vị trí y là cố định. Đây. Tôi đặt như này nhé. Y là cố định, tôi đặt lại là set y bằng 37. Đấy, là cố định. Nhưng mà x thì không phải. X thì nó phải trùng với con mèo. Thì tôi làm như sau. Cái chữ cái này luôn luôn là đi chạy theo con mèo. Chúng ta dùng lệnh cho đây. Chúng ta vào cái lệnh này. Chúng ta sẽ vào một cái lệnh. Chúng ta sẽ vào một cái lệnh khác ở đây. Ở đây nhé. Đấy. Ở đây tôi vào cái vòng lọc vô hạn lần. Forever. Để cho con này, cho chữ cái đi luôn chạy theo mèo. Chúng ta làm như sau. Đây đây. Ở chỗ này chính là cái chỗ như sau này. Forever như sau này. Chứ cái này luôn nó phải biến đổi cái trang phục theo đúng số SCT và luôn đi theo con mèo. Vậy chỗ này có hai lệnh. Lệnh thứ nhất là gì? Là con mèo có chữ cái sẽ luôn thay đổi trang phục theo gì? Theo cái STT. Đó là một cái ý rất quan trọng. Như vậy khi mèo thay đổi thì nó cũng thay đổi theo nhé. Và ý thứ hai là chúng ta đặt cái tọa độ X của Z luôn thay đổi theo mèo. Chúng ta đặt cái lệnh sang đây. Đặt cái lệnh là set x gì của chữ cái đó đúng bằng con mèo. Đấy, thì chúng ta dùng cái hàm cảm biến, chúng ta lấy tọa độ x gì của mèo, chúng ta gọi cái hàm cảm biến đây, hàm cảm biến của con mèo, cảm biến các sensing đây nhé. Đây, dùng cái này, chúng ta sẽ lấy cái con mèo là cat, chúng ta sẽ lấy tọa độ x gì position của mèo, ta lưu hái vào đây. Như là set x gì là đặt cái tọa độ x gì của Z của chữ cái luôn bằng cái tọa độ x gì của mèo. Được chưa? Đây chúng ta sẽ kiểm tra nó như đây này. Đấy, nó chạy. Đấy. Nó luôn như vậy nhé. Đấy thì như vậy. Vì chúng ta chưa gõ phím nhá. Đấy. Như vậy là người dùng sẽ phải gõ phím theo đúng cái chữ cái ở trên kia nhé. Nếu gõ sai thì gõ đúng sai thì con mèo cũng nhảy lên và chạm phải chữ cái đó thì sẽ rơi xuống nhé. Như vậy là khi mà chúng ta mà gõ một cái phím thì mèo sẽ nhảy lên và sẽ nhảy lên khi nào chạm cái chữ cái kia thì sẽ rơi xuống nhé. Nhưng mà chú ý, nếu mà khi chạm vào cái chữ cái đó thì nếu mà người dùng mà gõ đúng ý thì chữ cái đó sẽ biến mất và được tăng thêm một điểm nhé, và có phát âm của chữ cái đó nhé. Còn nếu mà chữ cái đó sẽ biến mất, còn nếu chúng ta mà gõ sai thì mèo nhảy lên và sẽ có một tiếng bọp và mèo sẽ lại rơi xuống như cũ và chúng ta bị trừ đi một điểm. Đấy chưa? Đấy, nhưng mà người dùng sẽ gõ phím bất kỳ. Khi người dùng gõ phím thì chúng ta dùng cái bộ dữ liệu đây, chúng ta biết bộ này là bộ này. Đây. Khi gõ phím nhá thì người dùng gõ phím thì sẽ gõ phím nào thì sẽ trả lại cái biến CH press, chính là trả lại cái chữ cái mà người dùng đã gõ trên bàn phím, và người dùng sẽ gửi thông điệp là key press. Chúng ta sẽ xử lý cái key press này rất là hay nhé. Rồi chúng ta làm như sau nhé. Đây,
chúng ta lập trình cho mèo này đây nhá. Khi mà mèo mà nhận được cái thông điệp là key press này, đấy, nhận được thông điệp là key press thì mèo sẽ nhảy lên, được chưa? Mèo sẽ nhảy lên và khi nào mà chạm phải cái đó thì mèo sẽ lại rơi xuống như bình thường. Rồi chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ làm lệnh như này này. Khi để mèo nhảy lên, chúng ta làm đơn giản nhé. Có thể rất nhiều lệnh nhảy lên, chúng ta làm đơn giản. Chúng ta sẽ cho mèo nhảy lên bằng lệnh là chain y và nhảy lên cho đến khi nào mà chạm phải cái kia thôi. Chúng ta làm như sau nhé. Đây, chúng ta dùng cái lệnh là repeat until để mô tả cái mèo nhảy lên. Đây, lệnh repeat until, được chưa? Repeat khi nào? Chúng ta lệnh là gì? Chúng ta sẽ cho mèo là nhảy lên dùng cái lệnh là chain y. Đây, chain y by, ví dụ là by 2 lần, by 2, nhảy lên nữa, nó nhảy lên. Và khi nào dừng lại, khi mà chạm phải cái từ này thôi. Nhưng mà chúng ta dùng cái lệnh là cảm biến, lệnh sensing là khi mà touching cái chữ cái, đây, khi touching cái alphabet 1, thì nó dừng lại. Đấy, thấy chưa? Lúc đó mèo sẽ lại rơi xuống khi nào xuống tới vị trí này thì thôi nhé. Ở đây chúng ta sẽ cho mèo rơi xuống ở đây này, có thể dùng ngay khi chạm cái này, chạm cái vệt đen này. Đấy, nhé. Thì như vậy khi mà cho mèo nó rơi xuống nhé, này tôi mô tả, có thể rơi xuống ngay cũng được, không sao, hoặc rơi xuống ngay cũng được, hoặc là cho nó rơi từ từ xuống cũng được. Chúng ta mô tả rơi từ từ xuống nhé. Đây, chúng ta dùng lệnh là repeat until. Đấy. Until cái gì? Until tôi cho chạm vào cái vạch màu nâu này nhé. Đấy. Dùng cái lệnh là touching màu đi. Đây. Dùng lệnh là touching màu. Dùng chính cái màu này. Đấy. Đấy. Dùng cái lệnh là chain e by. Đấy, nhảy lên chưa? Đấy, ủa nó nhảy lên cao quá. Từ từ nhá, đây. Nhảy lên nhé. Và gặp cái này thì nó trên y by trừ 2, by trừ 3 đi. Đấy. Được chưa? Đấy. Chạy thử nhá, tôi gọi một phím bất kỳ này. Để xuống, thấy không nào? Đấy. Cho nhảy nhanh một chút chứ nhảy chậm quá. Cho nó nhảy lên là dùng là 5 đi. Nhảy xuống là trừ 5 cho nó nhanh một chút. Chúng ta thử này. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Rồi. Nha, thì bây giờ chúng ta bắt đầu kiểm tra này. Khi mà chạm cái vạch này rồi thì có một đoạn và có một chỗ nữa chúng ta sẽ phải xử lý nhé. Đây, chúng ta xử lý luôn ở đây, cho ở một lệnh khác ở bên ngoài này nhé, ở bên ngoài này. Đây, bây giờ tôi sẽ làm một lệnh khác ở bên ngoài này, dùng cái lệnh là đây, bắt đầu nhé. Chúng ta cho cái vòng lọc, phải cho một cái vòng lọc forever và chúng ta sẽ xử lý nhé. Nếu mèo mà va chạm phải cái chữ này thì bắt đầu xử lý. Nếu nhé, ở đây là if này, if mà mèo mà touching cái con này, ta chạy lại cái này nhé. Nếu mèo mà touching chúng ta bắt đầu xử lý. Đấy, chỗ này là bắt đầu xử lý đi này nhé. Ta là chuyển xuống đây nhé. Thì đây có hai phương án. Nếu mà người dùng gõ phím mà đúng chữ cái này thì làm sao, còn không đúng thì làm sao? Nếu đúng thì như thế nào, còn sai làm sao? Thì đây, nếu chúng ta chạm nhé thì chúng ta phải xử lý tiếp ở hai phần này. Đây, một là nếu đúng là nếu mà key press nó chính bằng chữ cái này, là đang chữ cái theo cái là cái chữ cái mà đang ở cái vị trí, đang ở cái đang ở cái số thứ tự là STT. Đấy, như vậy là nếu gì, nếu đúng là như này, nếu mà cái chữ cái mà người dùng đã gõ đấy chính là cái CH press và đúng số thứ tự, đúng với cái này này, nó đúng với cái đây cái bảng này nhé, đúng với cái đây cái item này. Đấy. Đúng với chữ cái của số thứ tự là STT mà chúng ta đang tạo ra nhé.
STT đâu rồi, đây này. Nếu chữ cái đó mà trùng với cái số thứ tự của bảng chữ cái thì như vậy là gõ đúng. Được chưa? Gõ đúng thì sẽ phát âm. Là thứ nhất là phát âm sẽ bật phát âm, bật phát âm kia STT này lên. À xin lỗi, cái này không được nhá. Con mèo này nó không phát âm được, đây là đang xử lý mèo mà. Thì mèo sẽ phải gửi thông tin chứ không phải đấy, mèo không phát âm nhé, xin lỗi, có những vật này phát âm thôi. Khi mà đúng rồi thì mèo sẽ gửi thông điệp để phát âm. Mèo sẽ gửi thông điệp là hãy phát âm, có sẵn chưa? Chưa có à? Gửi thông điệp là phát âm. Nhưng mà các bạn thấy nó rất là phức tạp nhé. Phát âm này, phát âm, viết tự, đang ngại viết tiếng Việt lắm, nhưng mà phát âm nhé. Đây, gửi phát âm nhé. Gửi thông điệp phát âm thì cái chữ cái này là sẽ phát âm và nó sẽ biến mất và đổi sang chữ cái khác nhé. Phát âm nhé. Và đồng thời là tăng điểm lên một đơn vị, chúng ta dùng cái lệnh này, chúng ta dùng là change score by 1 phát âm nhé. Và change score by 1, score đâu rồi, đấy, by 1. Còn trường hợp mà sai thì chúng ta mèo sẽ dùng cái tiếng là dùng cái âm thanh là pop. Không có pop à, chúng ta sẽ lấy vào đây là thức âm thanh pop ở đây nhé. Pop có không? Đấy, dùng pop nhé. Mèo sẽ phát âm ở đây, mèo phát âm cái tiếng pop và trừ đi một, và trừ đi một và trừ đi một điểm. Dùng lại là change score by -1. Đồng thời mèo sẽ thay đổi cái thông tin. Mèo dùng lệnh này, mèo sẽ thay đổi chữ cái. Không, đúng nhưng thay đổi chữ cái nhé, còn không ấy thì không nhé. Đây này, thế được, chúng ta để đây, ta cứ làm nhé. Đấy, đưa này vào đây nhé. Đó. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý chữ cái này. Chữ cái đây nhé. Nhận thông điệp phát âm thì chữ cái sẽ phát âm cái SCT này và chữ cái sẽ biến mất và biến mất sau 0,1 giây và xuất hiện lại một chữ cái khác. Đây, chúng ta sẽ dùng lệnh này. Khi mà nhận thông điệp là phát âm, đây, khi nhận thông điệp là phát âm nhé, phát âm thì chữ cái này sẽ phát âm theo cái âm thanh là STT của chúng ta. Đấy, phát âm theo cái âm thanh là STT đâu rồi, âm thanh là STT nhé. Đấy, sau đó chúng ta có thể lập trình ở đây để cho con vật này nó nhảy một chút đi một chút rồi nó biến mất, rồi tôi làm nhanh nhé. Chúng ta sẽ cho nó ẩn đi trong một giây hay trong 0,1 giây và hiện trở lại với một cái chữ cái khác. Đấy, chúng ta cho nó làm như sau cho nó hay hơn nhé. Chúng ta sẽ đặt lại, chúng ta sẽ cho nó ẩn đi, cho nó hay một tí nhé. Chúng ta cho nó ẩn đi và hiện lại, ẩn đi và hiện lại trong thời gian rất là ngắn là 0,1 giây thôi. Đấy, 0,1 giây. Và trong khi đó chúng ta sẽ đặt lại cái thông số, thiết lập lại, chúng ta đặt lại cái STT lại cho thành một chữ cái khác như là STT. Đây, STT đặt lại là với một chữ cái khác, ngẫu nhiên từ 0 đến 26. Đấy, cho cái này nó vào ngay ở đây này. Đấy, được chưa? Đấy, thì bây giờ là đây, tôi chạy thử các bạn xem nó đúng chưa nhé. Đây, có chữ V này. V. Đấy, đúng chưa? B này. B. Gõ chữ S này. Đấy, gõ chữ F này. Đấy, bị trừ điểm chưa? Đúng rồi. Gõ chữ R này. R. Đấy, gõ chữ Z này. Ôi, gõ chữ Z không ăn nhỉ. Gõ chữ R này. R. Đấy, gõ chữ S này. S. Đấy, gõ chữ R này. R. Đấy, được chưa? À, như vậy chúng ta vừa mới làm xong một chương trình rất đơn giản thôi, và thậm chí là các bạn có thể bổ sung vào đây thêm nhiều tính năng hay nữa, ví dụ là khi chạm vào chữ B nó xoay một vòng nó mới lộn xuống đất cho hay hơn nhé. Đó, thế như vậy đây là một cái game rất đơn giản thôi, nhưng mà dựa trên hai cái bộ tư liệu, hai cái bộ tài nguyên, một là cái bộ chữ cái và âm thanh, hai là cái bộ nhận biết cái gõ phím. Được chưa? Bây giờ chúng ta ghi lại, chúng ta lưu cái này lại. Đây là một cái game học tập, game là gõ phím chính xác nhé. Gõ phím chính xác học tiếng Anh.
Nhưng mà với cùng một cái bộ tài nguyên chúng ta có thể tạo ra nhiều kịch bản khác nhau. Cái này là dựa vào cái sự sáng tạo của người thiết kế phần mềm. Nhưng mà nó đều vấn đề là phải rất là chỉnh chu, rất phải là chính xác, phải có ý nghĩa. Đấy. Thôi vậy hết giờ rồi nhé, bây giờ chúng ta nghỉ ở đây nhé. Tôi sẽ gửi cái bài này lên nhóm cho các chúng ta cùng xem lại. Mình chúng ta nghỉ ở đây nhé. Chào tất cả mọi người nhé. Vâng ạ, chào thầy ạ. Vâng ạ, chào thầy ạ.